Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Zbit Demon 150GA nâng cấp thốt mọi ánh nhìn với option đầu chơi quá đẳng cấp. Với thiết kế ngoại hình nhỏ hơn so với đối thủ như là R15, ZX-R110 v.v. Demon 150GA rất phù hợp với những các bạn có chiều cao khiêm tốn hoặc các biker nữ luôn muốn khoe các cá tính mạnh của mình. Không những thế, khi nâng cấp lên, nó còn hút rất nhiều anh em chơi xe bằng một vẻ đẹp đẳng cấp mới lạ. Chính điều đó chúng ta cùng xem qua cái chiếc Zbit Demon 150GA đầu tiên bên dưới đây. Xem qua tổng thể, thấy con chiến mã khoác trên mình một áo quét 2 gam màu xanh đen cực đẹp, được phối màu rất là hài hòa với những món đồ chơi được gác lên xe hướng một cái sắc vàng, tạo ra cái sự nổi bật, hút được người xem cũng như mang lại cái phần hiệu năng tốt ưu hơn. Cái cụm cao thắng Price Boy đi cùng với bình dầu rời, mẫu mới này có thiết kế sắc sảo, không những thế nó còn mang lại cái lực bóp dịu nhẹ. Hai ghế tay lái với bao tay đồ chơi đi cùng chiếc kính gù tay lái. Cái kính chắn gió zin được thay thế bằng cái chắn gió độ nhìn chiếc xe hầm hố và thể thao hơn hẳn. Và góc này với cái phần chi đông CNC ống ánh sắc vàng cực đẹp. Cái mâm được sơn là cái màu vàng kề nổi bật. Hệ thống phanh cũng được nâng cấp với heo dầu Adeline 4x được ghép hoàn chỉnh qua cái sự hỗ trợ của phát nhôm CNC chạy từ máy cho cái sự chính xác cao nhất. Đi cùng đó là chi dầu đến từ hiệu của Red Bull. Toàn bộ chi tiết đều được cố định bằng ốc titan. Ống xả độ vất lon cấu tạo từ carbon giảm nhiệt cực tốt. Nó sẽ cho ra thức âm thanh tê tán đầy của lực. Đi cùng đó là cái dàn số gãy CNC giúp cho việc sang số hoặc thực hiện những thao tác rạp phanh trở nên linh hoạt hơn rất nhiều. Hệ thống cái giảm chút sau bình dầu liền cực đẹp đến từ hãng Red Bull. Lò xo ống ánh sắc vàng và tiêm mục kích thước lớn hơn zin, mang lại cái sự cứng cáp, nó đáp ứng tốt cho độ nhún nhảy hợp lý trong mọi địa hình. Bờ mông to đùng khoe trọn vẹn phía sau khi lò bỏ cái dìa sau và thay thế bằng cái cánh bùng con. Xúc hẳn đồ chơi khủng gần 30 củ, biker hóa xác cái mập Jazz 100 khiến 500 em không rời mắt được. Cái chiếc Jazz 100 độ bên dưới đây, phiên bản đã được dọn lên cách đây gần 3 năm, có một tay chơi xe có tiếng ở Việt Nam. Dù đến hiện tại không biết em nó đã trôi về phương nào, nhưng những góc ảnh mà nó để lại đến nay vẫn còn vô cùng hot. Cái chiếc xe độ được sơn cái dàn áo phong cách là tem đấu, lấy ý tưởng phối màu sắc nét, cùng với những thương hiệu phụ tùng xe nổi tiếng giống như những cái chiếc xe đua mà ta từng thấy. Bên cạnh đó, nhìn vào cái đầu cái chiếc Jazz, chúng ta được góc ảnh quen thuộc cụm thắng Rainbow tháo xe phần lớn đi kèm cụm thắng CRC Fordin cùng với bình dầu Risma hình giọt nước làm ở chiếu dầu rời. Tay con CRC CB tích hợp khả năng tăng con bằng tay cũng như là khả năng cặp tay thắng tự động khi có sự va chạm. Một nữa, ta nhìn lại cái dàn chân trước để được cái sự khéo léo của chiếu dầu Rainbow logo nhỏ hai bên xứng tháo từ xe phần lớn được bắt vào hệ thống treo trước thông qua phát heo CC. Góc ảnh đĩa gaffer 260mm cách đây gần 3 năm cũng không khác gì so với thời điểm hiện tại. Cách đây cũng rất lâu, cái chủ xe đã dọn em nó sổ một cái phục Hordin bình dầu rời, một dòng sản phẩm chạm sóc có mức giá trên 10 triệu đồng mà cho đến hiện nay vẫn còn rất nhiều anh em chơi xe không với tới được. Hordin rất đặc trưng với hình lò xo và bình dầu màu vàng. Cái dàn chân sau của em nó sử dụng cái bộ ben đạp Rainbow để truyền lực phanh tốt hơn cho cái chú heo dầu Rainbow xoay ngược ở phía sau. Sở dĩ cái mẫu heo đối xứng này có thể xoay ngược xuống mà không có sợ bị hư piston là do cấu tạo bên trong của heo dầu đều có cái hai rãnh thoát nước rất là lợi hại. Lời khuyên cho anh em đẩy sủ là heo Nissin không nên xoay ngược vì không có rãnh như Rainbow, rất dễ làm hen rỉ giảm tuổi thọ của heo. Jazz 100 được trang bị thêm cái dàn chân sử dụng cái mâm Race Boy 5 cây CNC. Dù mình không nhớ rõ trước kia mức giá nó tầm bao nhiêu, nhưng hiện nay nó đã bị ngừng sản xuất đối với phiên bản màu đen như là cái chiếc xe này đang sủ, và mức giá tầm phải bỏ hơn là 30 triệu đồng, cũng phải mua săn tìm rất nhiều nơi. Tổng thể góc ảnh của cái bé trai một lần nữa nhé.
Cảm ơn bạn giờ này thì tiếp nhớ like, share, subscribe.